Rồi, xin chào tất cả các anh em. Anh em có một cây sam hương dáng trực, cốt cành nó cũng đầy đặn. Đó, tay chì nó khá là ok ha. Này, nhìn rất là đẹp. Tàn cành ở trên thì là khá là ấm và nó đầy đặn. Mà mình có nuôi nhiều cái cắp cành đó anh em. Cái này mình thấy chơi nhiều mặt tiền nè, hướng này mình cũng chơi được nữa nè, một mặt tiền ha, hướng này chủ yếu là hướng này dăm cành đó, cắt tỉa đây. Chi nuôi hướng thiên nhiên cấp 1 mà nó ra cấp 2, cấp 3, cấp 4, thấy nhỏ nhưng mà nó chia ra nhiều cấp cành đó, mình chơi mặt tiền nó nhiều hướng. Cái này nó về bộ cái bảo tàng nó thì nó ok, nó không vấn đề gì, nhưng mà về phần đế thì nó có một tí khuyết điểm anh em. Tại hôm rồi mình có chẻ rễ, nó mình có làm đế cho cái này, nó không phải không làm, có làm đế, tuy nhiên cái mình bỏ quên đó, cái đế này nó không có banh đúng hướng, nó quẹo, nó chồng qua cái cổng này đó, mình tính bẻ mình banh vào hướng kia lại mà nó tét luôn, nên là rốt cuộc là cái hướng nó bị thiếu rễ xuống gần đó. Nhưng như rễ này cũng đang trẻ đó, đang trẻ rồi nó ra rễ nè, rễ mới nè đó. Cây này nó cũng khuyết điểm một chỗ cộng rễ này thôi, rất là ổn. Nếu mà được thì có khoảng thời gian thêm thì mình sẽ khoan vào, mình ghép một cộng rễ vào đây, rất còn phải rồi đây cho nó cái này, có nhiều cách ghép này. Nói chung ghép rễ sam hương cũng nhanh lắm, mà chúng ta nuôi từ 7-8 tháng đến năm nữa nó mới xong cộng rễ đó. Và cái thứ hai nữa, nên phải nuôi thả cho đặng nó giúp kéo nhựa tốt để nó liền cái rễ mình ghép đó. Đó, đây. Nên là làm cây mà gấp gáp nó nhanh quá nó cũng dở ha. À, hôm rồi nó có bị khuyết điểm chỗ đó là cái dòng rễ nó chồng chéo, mình tát sao nó gãy luôn nó, nên cây này bạn thấy không? Chi dâm chi nó khá là dày dặn mà nó khá là đều đó. Cái dáng này thì cũng lực ha, lùng lực. Cây này hoành nó cũng khoảng độ 25 đến 27 đó. Kết cấu rất là êm luôn, độ cao của nó là khoảng 30 á. Cái này là không có hơi về hư cái cọng rễ, nó nhìn rất là đẹp. Đây mình quay xa cho các bạn xem nè. Đó. Cái này nuôi cũng khá lâu à. Nuôi phôi khoảng 2 năm và nuôi thêm chi cành vậy được cũng khoảng 2 năm nữa. Đó, mời anh em mình tham khảo nha. Nếu anh em mà có nhu cầu sở hữu thì mình cũng giao lưu với anh em luôn. Đấy. Chi cành rất là đạt nhưng mà có cái rễ nó hơi bị thiếu cho nó chút xíu. Nếu anh em nào mà có thời gian muốn nuôi thêm thì mình về mình ghép vào cọng rễ nữa để cho nó hoàn thiện lên. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo của mình để trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn anh em.